Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Canfit Kuchi. Thì hôm nay mình nhận được một cái máy Acer nha các bạn. Acer Aspire 4749. Cái mã men của nó này nha các bạn. Đây, mã men của nó đây. DA0ZVR MB6C0. Review là C nha các bạn. Model là ZVR. Đây. Đây, máy còn bụi bặm nha các bạn. Máy rất là bụi. Cái men này rất là bụi nha các bạn. Men còn zin, rất là bụi. Đây rất là bụi. Hiện trạng của cái con này là sau khi mình đã đo nguội nha các bạn, thì mình phát hiện được là nó lỗi tại nguồn VCC GFX nha các bạn. Lỗi nguồn VCC GFX. Và nguyên nhân là do cái con phép nha các bạn. Do cái con phép BQ31, error BQ31 nha các bạn. Error BQ31 là phép VIN đưa vào nha các bạn. Nguồn 19 đưa vào. Nó bị sọt con phép này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem tại vị trí BQ31. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái đồng hồ. Rồi, các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Đây, mình sẽ đo tại BQ31 nha các bạn. Đây là nguồn 19 vào đây. Nguồn 19 nó sẽ vào vị trí đây. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đo con phép BQ31 cho các bạn xem nha. Đây, con phép đang bị sọt nha các bạn. Con phép đang bị sọt đó. Vị trí BQ31 nha các bạn. Chính xác là vị trí BQ31 đang bị sọt. Khoảng gần 1 ohm nha các bạn. Khoảng gần 1 ohm BQ31. Đó, tại vị trí này. Đây, mình sẽ đưa lại gần cho các bạn xem là vị trí này nha các bạn. Vị trí đây. Vị trí này. Rồi bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem. Đây mình sẽ đo. Rồi các bạn nhìn đồng hồ nha. Đó, các bạn quan sát đồng hồ mình đo đây. Đó, chính xác nha các bạn. Đó, chính xác. BQ31 có vấn đề nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ tháo con BQ31 này ra nha các bạn. Và mình sẽ kiếm con phép khác thay vào. Sau khi mình tháo con phép ra, mình sẽ đo lại một lần nữa nha các bạn, cho các bạn quan sát.
Rồi, mình vừa bóc cái con BW31 ra nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo lại nha các bạn. Rồi các bạn quan sát đồng hồ. Đó, chính xác là bị sọt nha các bạn. Đó, khoảng 1 ohm. Đó, khoảng 1 ohm nha các bạn. Đó, khoảng 1 ohm. Rồi mình đo lại trên men nha các bạn. Rồi tổng trở lên cao. Rồi chính xác. Như vậy là con phép này có vấn đề nha các bạn. Đây. Như vậy là con phép này có vấn đề nha các bạn. À, con phép này có vấn đề. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm một con phép khác mình gắn vào nha các bạn. À, mời các bạn theo dõi tiếp cùng mình. 20 minutes later. Rồi. À, sau khi mình kiếm được một con phép khác nha các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn con phép này vào đây nha các bạn. Đó, mình sẽ gắn con phép này vào đây. Đó, mình sẽ gắn con phép này vào đây nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện thử nha các bạn. Đó, để mình xem coi. Máy có nguồn không nha các bạn, và mà men có hoạt động không nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục. A few moments later. Rồi, ok, tiếp tục mình sẽ gắn CPU, RAM vào nha các bạn. Sau khi mình đã đo sơ bộ thì cái men thấy tổng trở nó bình thường nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn vào và mình sẽ gắn vào màn hình luôn nha các bạn. Đó, xem cái men này có dòng boot và xuất hình không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn CPU và RAM vào. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Đó, xem cái máy này có xuất hình không nha các bạn. Coi như là mình sẽ kết thúc cái ban lỗi VCC GFX trên cái con Acer Aspire 4749 này nha các bạn. Rồi các bạn xem mình kích nguồn nha các bạn. Rồi, như vậy là máy đã xuất hình nha các bạn. À, rồi ok. Như vậy là trên cái con Acer Aspire 4749 này, nguyên nhân là do nó lỗi con phép BW31 nha các bạn tại nguồn VCC GFX. Sau khi mình thay thế con BW31 thì máy đã hoạt động bình thường nha các bạn.
Như vậy là video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.